hâm mộ em trai, tôi hiểu sự việc này giải quyết phải có điểm và có thời. Điểm nút lại chính ở nơi tôi. Tôi đang ở cái thế trên đe dưới búa cả ngày lẫn đêm, vậy hãy nuốt sâu vùi lấp nó lại. Trước mắt hãy đến mộ thăm em tôi một lần. Không phải là không có nguy hiểm, nếu tôi không có dự trù ứng đối chuẩn bị trước. Tôi chỉ có cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần. Tôi viết tờ giấy báo cáo cho phường và công an khu vực, thăm các cháu, thăm mộ người em, thăm bà con, ông bác ruột vân vân, đi sáng thứ bảy chủ nhật trở về. Ông Trung úy Mậu ngoài phường chấp nhận, nhưng công an khu vực lại không đồng ý, vì thứ bảy đó tôi phải đi hốt rác, dọn dẹp chung quanh khu vực chợ Nam Hòa. Cách một thứ bảy phải đi lao động buổi sáng do Mỹ Lệ đứng điều hành. Tôi đã đề nghị sẽ đi lao động vào thứ bảy tới, nét mặt cô ả cứ cân cân lắc đầu không đồng ý. Nhìn quả cà ghém luộc, lòng tôi hơi tiếng tiếc cái hôm ả mò lên canh gác vắng của tôi. Tôi cứ đi, đâu có ngán gì khi tôi đã có phường chấp thuận. Xe đỏ đi Long Xuyên Hồng Ngự chật như nêm cối. Đất nước tôi từ Bắc chí Nam đều khốn khổ như nhau. Từ xưa trên sách báo tôi đã nghe, đã đọc về vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay cái đồng bằng đó đang ở ngay trước mặt tôi. Nó rộng và bằng phẳng đến nỗi đứng ở bên đường tôi có thể nhìn thấy trái đất tròn. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn trải dài ra cánh đồng ruộng lúa chín vàng. Những làn sóng từng hàng lần lượt đuổi nhau nhấp nhô như sóng biển ngoài khơi. Chỉ có khác là màu xanh của nước và màu vàng của lúa. Trên chiếc xe chật, mùi mồ hôi lẫn vào mùi lúa chín thành một cái mùi riêng biệt của Đồng Tháp. Để rồi sau này ở xứ Cờ Hoa, tôi ngửi thoáng thấy mùi giò lụa, tôi lại nhớ đến Đồng Tháp 10 ngày ấy. Cả một cái vùng khổng lồ màu xanh lam của bầu trời úp chụp lấy màu vàng óng của lúa chín. Xa xa dưới chân riềm là một vạch ngang màu xám xám của nhà cửa cây cối. Ngoài miền Bắc tôi chưa hề nhìn thấy cảnh này. Cái vựa lúa vĩ đại của quê hương yêu dấu đã quấn hành vào tâm tưởng. Thật là lạ kỳ, sau này khi tôi được may mắn chiêm ngưỡng bức tranh đất trời của Van Gogh trong bảo tàng viện thành Tree, dịp tôi đến thăm nhà lưu niệm của Karl Marx bên Tây Đức năm 1992, hồn tôi lại trở về vựa lúa vĩ đại của dân tộc. Xe chỉ đến Long Xuyên, từ Long Xuyên về Hồng Ngự phải đi bằng xe lôi. Trên con đường huyện lồi lõm do phục vụ cuộc chiến lâu dài đào xới, phá đường, chôn mìn vân vân. Để rồi nắng mưa đã góp phần làm cho con đường giờ đây như một cánh tay gầy đầy ghẻ lở, hắc lào. Chiếc xe lôi nhún nhảy lắc lư như lên đồng. Nét mặt bác tài xế hằn những vết nhăn trên trán và quấn quanh miệng, môi bác mím chặt. Mỗi khi chiếc xe dằn xuống một cái ổ gà, như nói lên sự an phận chịu đựng thân phận một người công dân của một chế độ vì dân và lo cho dân. Ngôi nhà sàn thương yêu của em tôi, một nửa ghé ra mặt đường, một nửa nằm gác lên con sông Hồng Ngự, đầy màu mỡ phù sa. Con sông thật là rộng, nhìn sang phía bên kia bờ Lau Sậy, xa hàng 200-300 mét, thỉnh thoảng có những chiếc tàu nhỏ hay cano xì khói chạy ngược dòng vào phía trong hay ra phía ngoài. Nhìn thím Lý, chừng 35-40 tuổi nhẫn nhục, ngồi võng đút cơm cho đứa con gái chừng 4-5 tuổi. Nhìn 3-4 đứa con trai trần truồng đang nô đùa trên mặt sàn. Nhìn căn nhà nửa gỗ, nửa tre, lợp tôn, nó đã ôm ấp người em trai độc nhất của tôi bao nhiêu tháng ngày. Bây giờ nó vẫn trân quý nâng niu những giọt máu còn để lại cho đời của đứa em. Tiếng nhóp nhép của sóng nước phía dưới sàn vẳng lên, tiếng ò e cọt kẹt của những rui mè trên mái như tiếng nỉ non thầm thì của người em bạc mệnh. Anh ơi, hãy thương đàn con của em. Tôi quay ngắt lại, gọi tất cả các cháu lại cho tôi ôm từng đứa và hỏi từng tên. Hoài Khanh, 16 tuổi, đã về Sài Gòn thăm ông bà nội và đón tôi. Chí Trung, 12 tuổi, Chí Tuấn, 1 tuổi, Chí Dũng, 10 tuổi, Chí Bảo, 8 tuổi và cháu Hồng Trang, 5 tuổi. Như thế, gồm 6 đứa, 5 trai và 1 gái. Trừ thằng Khanh con cả, 4 đứa con trai sau đều lấy đệm là Chí, kết hợp với tấm hình của tôi năm 1959 thấy trong cuốn album của chú Lý. Tấm hình tôi mặc sơ mi trắng ngấn tay, chụp ở giai đoạn trong trại học sinh di cư ở Phú Thọ. Lật phía sau tấm hình, nét chữ riêng biệt của em Lý còn ghi: Đặng Chí Bình, người anh đáng kính của mình.
Tôi không thể hiểu lời ghi chú trên của em tôi trong tình huống nào, vào giai đoạn nào. Vì ý nghĩa ấy, tôi đã lấy và in tấm hình đó ở tập 1 của thép đen. Từ tấm hình của tôi đến lấy tên đệm chí của tôi đặt cho các con của chú đã như một dấu ấn trong lòng tôi. Trừ thằng Khanh, bác cháu đã có nhiều chuyện ở trên đường. Tôi lục túi cho mỗi đứa 1 đồng mua kẹo, bánh, theo ý của mỗi đứa. Tôi cũng nói rõ với các cháu, tôi đi làm 3 tháng nay không có gạo và cũng không có tiền. Tôi cũng xin lỗi các cháu, tôi xin lỗi cả thím Lý. Đời các cháu lầm than nheo nhóc có phần của tôi góp vào. Thím Lý nói một câu vẫn còn buộc túm trong lòng tôi. Nếu anh Lý biết anh còn sống trong tù ngoài Bắc, thì anh Lý đã ra Bắc rồi. Nếu anh Lý ra Bắc năm 1976, thì anh ấy lại không. Nói đến đây thím Lý nấc lên, không nói ra lời nữa. Lại chữ nếu, cái chữ mà một văn hào người Pháp đã dùng nó một cách điển hình nhất. Chữ nếu có thể đút cả thành phố Paris vào một cái chai nhỏ. Lúc đó đã 3 giờ chiều. Trời tối sầm lại rồi chuyển gió lộng, con sông Hồng Ngự cũng bị đất trời làm nó ngứa ngáy rộp lên cả người. Người nó như khúc mình con rồng, dương hết cả vẫy lên. Do hoàn cảnh và điều kiện, thằng Khanh sáng mai phải lên thị trấn Hồng Ngự. Nó đang làm thuê cho một ông chủ, đít mới đỏ do nhuộm sau 30 tháng 4 năm 75. Nó đã xin nghỉ 1 tuần về Sài Gòn. Tôi sáng mai cũng phải về lại Sài Gòn trình diện với lại công an khu vực. Hôm nay đã cương ẩu với cô nàng mặt quả cà ghém luộc rồi. Vậy dù cho có mưa gió bão bùng bằng mọi giá, hôm nay phải ra đồng gặp người em của tôi. Tôi, thằng Khanh, Trung, 3 bác cháu chạy đến một cửa hàng bách hóa mua nhang và nến. Trên đường qua các cháu, tôi được biết tên sát thủ ở một xóm phía bên kia, cũng có 1 bà vợ và 2 con. Tôi đã quan sát qua những tình huống sinh hoạt của dân trong vùng. Tôi đã đưa giấy chấp nhận của phường 6 cho tôi lên Hồng Ngự của công an địa phương để ngủ lại đêm nay. Chính tôi luôn có một con mắt cảnh giác, dù rằng tôi không có một chủ trương gì cả, nhưng chữ ngờ thì ai mà học được. Trời có thể mưa to, hơn nữa thím Lý ở nhà với cháu Hồng Trang nấu cơm. Tôi và tất cả 5 đứa cháu trai lách lau sậy, tiến về một nghĩa trang cách nhà gần 2 cây số. Cỏ dại mọc tùm che khuất cả ngôi mộ. Tất cả 6 bác cháu cùng dọn sạch. Một con dao quắm tôi vùng vẫy một ý nghĩ chợt đến, tên du kích thật hèn. Đã hạ thủ một người đang ngủ. Y sống kiếp của con rùa, con thỏ lén lút, không những sợ ngay cái bóng của mình mà còn sợ cả ánh sáng. Là rùa là thỏ mà có thời vẫn áo mũ nghênh ngang sa mã. Ngược lại, tướng mà hết thời thì cũng chỉ mòn mỏi chết dần. Mùi cỏ dại bị phát, bị nhổ hăng lên trong gió. Nó nồng nồng hăng hăng, cái mùi chất phác mộc mạc của máu xương tiền nhân quyện vào trong đất. Một làn chớp nháng lên xanh lè cả nghĩa địa, rồi những tiếng ùng ục phía chân trời. Những đám mây đen vần vũ trên bầu trời sũng nước. Mấy đứa nhỏ lấm lét nhìn lên trời sợ mưa ở giữa cánh đồng. Tôi muốn nói với thằng Khanh, Trung, Tuấn, mấy đứa lớn, các cháu hãy thắp nhang đốt nến rồi bác cháu ta sẽ đọc một số kinh cầu cho linh hồn bố các cháu. Bác cũng chẳng thuộc kinh nhiều, chúng ta hãy cầu nguyện giản đơn, điều quan trọng là phải có lòng thành. Bất chợt một tiếng nổ như xé màng tang ngay ở trên đầu. Cả 5 đứa đều ôm chầm lấy tôi. Các cháu nhỏ như muốn tìm sự bảo vệ chở che của một ông bác. Nhìn ngôi mộ đất thấp lè tè của em Lý, tay tôi ôm và vỗ nhẹ các cháu. Tôi như muốn nói bác của các cháu đã tài hèn sức mọn, lại không có thời, cũng đành tàn lụi dần theo vận nước. Bác xin các cháu tha lỗi cho bác, nhưng không thể thốt ra thành lời. Để xóa đi những nỗi niềm đầy vơi yếm thế trong lòng, tôi nhìn lên mây trời xám đen đang quay lộn, nói với các cháu. Bác hỏi cả 5 cháu, nếu bác cháu mình đang đọc kinh cho bố các cháu, trời có mưa to gió lớn, bác cháu mình vẫn cương quyết đọc cho xong buổi kinh, các cháu có dám không? Chúng cháu dám, không sợ trời mưa. Mưa bắt đầu rơi rồi như tháo cống, nước đổ xuống ầm ầm xối xả. Các cháu đã được khích lệ, trang bị ý chí chịu đựng. Mưa rơi mặc mưa rơi, bác cháu chúng tôi vẫn đọc kinh đều đều. Mưa tầm tã rắc đổ lên đầu chúng tôi, từng dòng nước chảy luồn vào cơ thể. Thỉnh thoảng một đứa đưa tay lên vuốt mắt, không biết chúng vuốt nước mưa hay nước mắt, khóc thương cho người bố hẩm hiu nằm dưới mộ một mình đơn độc cô liêu.
Tiếng réo rột rạt của nước mưa chảy chung quanh, lẫn với tiếng mưa gió như giọng nói của em Lý ngày nào, anh ơi, hãy cưu mang các con của em. Bụng của tôi sôi lên ọ ẹ như muốn nói. Nút đầu tiên phải cởi là anh ra được nước ngoài. Em hãy hỗ trợ anh. Một tiếng sấm gào lên ở chân trời phía đông như lời khẳng định của em Lý. Lúc nào em cũng ở bên anh. Trên đường, bác cháu trở về, óc tôi vẫn vấn vít cảnh ngoài mộ chú Lý vừa qua. Dù chỉ là những dòng hình dung, tưởng tượng trong tâm tưởng, nhưng có một sức thúc đẩy mãnh liệt trong lòng tôi để thể hiện ra trong cuộc sống. Sáu bác cháu về đến nhà, mưa vẫn còn rơi nhì nhẹt. Nhìn dòng hồng ngự cuộn đỏ phù sa, tôi rủ cả năm cháu nhào xuống vẫy vùng. Cháu Dũng và Bảo nhỏ nhất cũng bơi lội ra trò. Hầu như những đứa nhỏ được sinh ra ở bên bờ sông nước đều chẳng lạ gì lội với bơi. Từ dưới dòng nước qua màn mưa thưa, trời lại sáng dần. Tôi nhìn lên nhà em Lý rõ ràng, có hai người phụ nữ. Một người chắc là thím Lý, còn người nữa là ai? Khi bác cháu vừa lên đến cửa thì người ấy đã chạy ra, cầm cả hai tay tôi nói trong nước mắt đanh tròng, cậu Bình, chị tưởng cậu đã chết rồi. Tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy chị, không nói ra lời, chị là chị Công, con của bác Hạnh là anh ruột của thầy tôi. Bác của tôi có ba người con, chị Công là cả. Chị cùng tuổi với tôi, thời 1945 chị xuống phố ở với bố mẹ tôi. Tháng 3 Ất Dậu 1945, nạn đói khốc liệt của quê hương đã làm chết hơn 2 triệu người. Cả gia đình bác Hạnh ở trên quê đã góp phần 4 người. Chị Công ở dưới phố với bố mẹ tôi nên còn sống. Và chúng tôi đã gặp nhau hôm nay. Tôi nhớ trước khi tôi ra Bắc, chị đã có chồng, chị không có con. Nhưng không rõ người chồng của chị ngày ấy là anh Ký bây giờ ra sao. Tôi cũng lơ mơ không hỏi được để biết. Chỉ vì giai đoạn từ chạy tù về miền Nam này, tôi bị công an thành, công an quận, công an phường, công an khu phố và phòng quản lý những người học tập cải tạo được tha về, ràng bố ép đè vây hãm mê tơi, không gạo không tiền mà vẫn phải đi làm hàng ngày. Một điều khi còn ở trong tù tôi thường thấp thỏm nếu được về Nam cần biết rõ, sau khi tôi ra Bắc bị mất tích, bố mẹ tôi có được đền bù phần nào do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hay không? Cho tới lúc này đang ngồi viết những dòng này, tôi cũng không hề có một manh mối nào giải đáp rõ ràng cho câu hỏi trên của tôi. Tôi muốn biết để cho niềm ẩn ức ở trong lòng đậy lại hay xóa đi, chứ chuyện đó đã over rồi. Chị Công, vùng này hiện nay, huyện Tam Nông, Đồng Tháp, gọi chị là bà Hai Bắc, ở một gian nhà tranh vách đất nhỏ với một đứa con gái nuôi tên là Ngọc, đầu năm 1981. Bữa ấy bằng mọi giá chị Công bắt tôi phải đến nhà chị ngủ đêm và sẽ ăn một bữa cơm nghèo với chị. Nghĩa tình chị em và những kỷ niệm ngày ấu thơ, tôi đã làm theo lời chị. Sau bữa cơm sáng với chị Công của tôi một mình rong ruổi về Sài Gòn, tiễn tôi ra đến cửa, chị Công còn cầm tay như một ngày còn bé. Cậu về có biết đường thăm hỏi ở các bến xe? Vỗ vai chị, tôi cười nói như còn ngây thơ lắm. Chị quên rằng khi còn bức màn sắt năm 1962, chỉ một cái địa chỉ mà một mình em đã mò mẫm tới chỗ em cần, trong khi ở miền Nam giai đoạn ấy đã biết gì bên trong bức màn sắt, kể cả CIA. Về đến nhà, tôi thưa trình sự việc lên Hồng Ngự với thầy mẹ tôi xong là đến gặp cô công an Mỹ Lệ ngay. Mặt của cô ả đang có chút máu mặt, thoáng thấy tôi đẩy cửa vào, mặt ả lại xám đi để tỏ ra ta oai nghiêm mới càng giống quả cà ghém luộc. Cô ả hạch sách bắt tôi phải viết bản kiểm điểm tại sao đã không nghe lời công an. Tôi nói là tôi không có sai nên tôi không có làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, sáng hôm sau tôi đã đến gặp tên Trung úy Mậu, đã chấp thuận cho tôi đi Hồng Ngự để thăm mộ em trai và các cháu nhỏ, con của em trai. Tôi trình bày lại sự việc, rồi chỉ khẽ chê một câu. Từ trước tới giờ tôi cứ tưởng là công an khu vực phải dưới quyền của phường. Tôi không hề có chủ trương gì, nhưng lại gặt hái được kết quả. Hai ngày sau có một công an khu vực khác về thay cô Mỹ Lệ hắc búa, đó là Ngọc Anh. Cái cõng của quản chế. Cái mặt của cô công an mới cũng vàng vàng sạm sạm, hình như toàn do từ thanh niên xung phong trong chiến tranh. Ngớ ngẩn đã nghe lời thúc giục khích lệ của những con cáo già cộng sản. Các cô các cậu đã xông vào rừng núi nơi đèo heo hút gió, nằm bờ nằm bụi nơi ám khí của rừng già. Mặt cô cậu nào cũng có vấn đề. Bây giờ đảng trả công cho làm chức này khung kia. Tôi cứ nhìn thấy nước da và cái mặt hơi rô rỗ của cô công an này là tôi lại nghĩ ngay đến cái bánh xèo.
nó cũng vàng vàng, lom lõm, sần sùi. Tuy vậy, cô Ngọc Anh này lời nói lại dịu và niềm nở một chút, không nhấm nhẵn cộc cằn như cô Mỹ Lệ, nhất là đôi mắt của cô Ngọc Anh. Dù rằng lấp lánh ở giữa cái bánh xèo, nhưng đôi con ngươi óng xanh vo lại hơi ưỡn cong ra mỗi khi cô cười. Tối nay tôi phải phóng xe sang thằng Lợi, không ngờ nó cũng đang cần gặp tôi. Nó cho tôi biết chuyến đi sẽ vào đầu tháng 1, như thế chỉ còn gần một tháng để chuẩn bị. Nó yêu cầu tôi về chuẩn bị với gia đình, với khu phố. Phần tôi lo, phần nó lo. Phần chung, cuối tuần sẽ bàn bạc với tôi. Trên đường đạp xe về nhà, thấy giấc mơ có chiều hướng hiện thực. Tôi suy nghĩ rất nhiều về bố mẹ già, ngổn ngang nhiều ngã. Đất nước, bố mẹ, cuộc đời. Ba đối thể này cọ sát rằng co to nhỏ nặng nhẹ cả mấy đêm ngày. Tôi trăn trở không yên. Đêm thứ ba, tôi trèo vào mùng mẹ tôi, bóp đầu đấm lưng cho người, lựa trong câu chuyện, rồi tôi tự than. Mẹ ơi, chúng nó o ép con quá mẹ ạ. Thực sự tôi không muốn mẹ tôi buồn, nhưng lòng tôi rối quá, thân tôi không đáng kể. Nhưng vì bố mẹ tôi mới đứt ruột nát lòng. Mẹ tôi sờ soạng lên đầu, lên cổ tôi, nói trong nghẹn ngào đau đớn. Mẹ muốn con ra đi, nhưng mẹ không có tiền. Mẹ tôi đã nói ra điều này, không thể mở miệng mấy ngày hôm nay. Hai mẹ con thầm thì bên nhau cả buổi tối hôm ấy. Tôi không ngờ người cũng buồn đã nhiều đêm ngày, là mắt người đã lòa, người không còn khả năng lo tiền vàng cho tôi đi. Người nói rõ hiện nay, con chỉ có một cách duy nhất là ra đi. Ở lại chỉ là lặn lội trong bùn cả đời. Từ 5-6 tháng trước, sau một tuần tôi trở về, người đã muốn bảo tôi phải ra đi, nhưng người lại không có điều kiện. Người còn hiểu rõ dù tôi có muốn ở lại hầu hạ cha mẹ già cũng không được. Cái loại tội của tôi sớm muộn, nó sẽ tìm cách bắt vào tù trở lại. Nhìn không ra thân vẫn khổ, mà cha mẹ vẫn không phụng dưỡng được. Nghe tiếng ho húng hắng của thầy tôi ở ngoài giường, tôi phải sang nói ý cho thầy biết sơ, dự định ra đi của tôi. Tôi hiểu rằng thầy tôi tâm trí không còn sáng suốt bình thường, người lại nói ra khi có người đến nhà. Tôi vén màn, thầy tôi vắt một tay lên trán, với dáng nằm suy tư. Thầy tôi mở mắt nhìn, tôi nói khẽ, hôm nay thầy có ngủ được không? Thầy tôi giơ một tay, như muốn ngồi dậy, tôi trèo lên giường, nhẹ đỡ thầy tôi dậy. Cầm bàn tay nhăn nheo xương xẩu của người tôi vuốt ve. Óc tôi liên tưởng đến ngày trước, cũng bàn tay gầy guộc nhăn nheo này. Thầy tôi đã biểu diễn những đường quyền mai hoa, có lúc dẻo cong, uốn éo, co như sợi lạt, lúc vùn vụt nhanh nhẹn như một con cắt, chiến đấu với diều hâu. Và cũng bàn tay này đã uốn nắn cho tôi, đứng chảo Mã Tấn, Đinh Tấn và Trung Bình Tấn trong bài Quý Châu Quyền. Bé cậy cha, già cậy con. Giờ đây thầy tôi đã già yếu, trông nhờ vào con phụng dưỡng đỡ đần. Tôi đã trốn bỏ đi gần 20 năm trời, bây giờ sống sót được trở về, lại định trốn đi nữa. Một niềm xót xa quặn lòng tôi lại, tôi ôm lấy thầy tôi, ghé sát vào tai, nói như khẩn nài, xin thầy tha tội cho con. Chả hiểu thầy tôi có hiểu tôi nói gì không mà nước mắt của tôi cứ ràn rụa. Thầy tôi đặt nhẹ một tay lên vai tôi và cứ nhìn tôi trân trân như mất thần. Thầy tôi nói, hơi ngập ngừng, thầy ơi, con phải ra. Tự nhiên, thầy tôi nhấc một cánh màn, rồi người chậm chạp cho chân xuống tìm dép. Nhanh nhẹn tôi nhảy xuống, lấy đôi dép xỏ vào chân cho người. Thầy tôi tiến đến chiếc tủ cũ, từ ngày tôi ra Bắc lúi húi một lúc. Thầy tôi lấy ra chiếc túi con vải đen, người lôi ra một chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho tôi, miệng người thều thào, con phải đi. Tay tôi cầm chiếc đồng hồ nhưng đầu óc tôi băn khoăn. Người nói thế là người đã hiểu câu tôi nói dở dang trên với người. Tôi cầm chiếc đồng hồ Seiko 5 của Nhật vào giường trong hỏi mẹ. Mẹ tôi mỉm cười, mặt người rất tươi, tay mân mê chiếc đồng hồ tôi vừa đưa. Chiếc đồng hồ này của thằng Lý mua cho thầy, ngày nó còn sống. Bố mày giữ kỹ lắm, chỉ đeo có mấy lần. Tôi vừa đeo chiếc đồng hồ vào tay vừa tâm niệm, tôi sẽ giữ chiếc đồng hồ này theo khả năng. Nó là một di bảo của bố mình. Hôm nay, tôi phải mang sổ gia đình và tem phiếu ra phường xếp hàng để mua gạo và bo bo cho bố mẹ tôi. Gần 11 giờ trưa, tôi mới ôm một túi 10kg gạo và 8kg bo bo về tới nhà. Đó là tiêu chuẩn tem phiếu một tháng của bố mẹ tôi. Các cụ già không có răng móm mém, không nhai được bo bo. Giá bo bo đổi ngay chỗ người xếp hàng. Cứ 3 bo bo lấy 1 gạo.
Trong tù tôi đã ăn bo bo nhiều, chỉ không biết nấu. Chưa biết thì hôm nay tôi phải biết. Nhà lại hết củi, tôi chạy ra chợ mua 2 đồng củi, được 2 bó củi nho nhỏ. Lần mò trong chợ Nam Hòa, tôi mua 5 hào đậu cô ve về luộc dừ cho thầy mẹ tôi. Nhìn thấy một bà bán 1 thúng con cà ghém, tôi đã có chủ định sẽ có một ngày tôi thực hiện được một món ăn sở thích của mẹ tôi. Món người thích ăn nhất, 2 tháng trước cô Thu đã nấu cho mẹ tôi. Thịt 3 chỉ xào cháy cạnh, nấu với cà ghém, cà chua, phải có lá tía tô. Hơn 2 tháng rồi tôi biết mẹ tôi thèm lắm. Món ăn sở thích của thầy tôi cũng thật khác thường. Người thích nhất là món đường phèn. Ngày nào cũng vậy, sau bữa cơm chiều ăn 1 cục đường phèn, hút 1 điếu thuốc lào, là người vào trong màn yên vị. Hôm lên Hồng Ngự, chị Công đã đút vào túi của tôi 60 tiền xe cộ, cho đến nay trong túi còn 32 đồng. Từ nãy đến giờ tôi đi qua một hàng cá, nhìn một con cá rô biển nằm phây phây dù đã chết rồi. Tôi cứ lượn đi lượn lại 2 lần rồi, tay đã đút vào túi lấy gân để tiến vào, nhưng rồi lại quay ra, xin hẹn một ngày khác. Hôm nay tôi đã mua 1 ký đường phèn, món ruột của thầy tôi rồi. Về nhà, sau khi gầy nồi cơm cho thầy mẹ, tôi lấy 1 ký bo bo để hầm cho tôi cả 2 bữa. Khiếp thật, riêng nồi bo bo hơn 1 giờ rồi mà hãy còn cứng, đã mất tiêu 1 bó củi rồi. Sáng nay tôi chỉ xin phép nghỉ được nửa buổi để xếp hàng mua gạo cho bố mẹ. Vừa dọn cơm xong cho thầy mẹ tôi chỉ xúc vội được 1 túi bo bo vừa dọn cơm vừa nhai. Và bây giờ tôi xách cả các túi bo bo để vừa đi vừa thưởng thức trên đường đến tổ Mảnh Trúc. Đã hẹn với cô Thu từ tuần trước, sáng thứ Bảy này khi tôi đi lao động xã hội chủ nghĩa với cô công an khu vực Ngọc Anh xong, là đi liền với cô Thu vào nhà giam Chí Hòa để thăm chú Hoàng, chồng cô Thu. Tôi chưa hề biết mặt cả tình cả nghĩa, và vì em gái của mình tôi phải vào thăm chú ấy 1 lần, dù rằng thời gian của tôi ở ngoài còn khắt khe hơn nhiều lần trong tù. Trong tù chỉ có kém cảnh tôi hiện nay là không được đi lại mà thôi, tinh thần không bị căng thẳng hàng ngày hàng đêm như tôi. Ngày Chủ nhật phải lên Thằng Lợi để đi vào cụ thể những nét chính của chuyến đi. Đúng 5 giờ 10 phút tôi về gần đến nhà, tiếng mẹ tôi gào thét. Tôi vừa mở cửa đã nghe mẹ tôi la to: "Tao mù loà già yếu, bố thì lẩm cẩm gần 80 tuổi, mà nó còn về đây ăn bám." Phía nhà ông Tấn mở cửa ra nhìn, nhà bà Cần, bà Tường cũng ra ngó nhìn tôi. Tôi ra ngoài đứng dựa vào cửa mặt rầu rầu. Tôi và mẹ tôi đã chuẩn bị ăn ý, thỉnh thoảng người sẽ gào thét la mắng tôi: 40 mấy tuổi rồi mà không nuôi nổi cái thân, còn về ăn bám cha mẹ, mù loà già yếu, vân vân, để xóm giềng có ý niệm sau này. Mẹ tôi gào, mắng làm như thật. Tôi phải vào ôm lấy cụ nói nhỏ: "Vừa thôi kéo mẹ mệt, lại bệnh thì con còn khổ nữa." Thậm chí tôi còn phải ghé tai cụ: "Đủ rồi, để hôm khác." Cả ông Trùm Lộc, tổ trưởng khu phố, cũng mò đến khuyên răn mẹ tôi. Tôi ra trước cửa ngồi dựa tường thểu não, thoáng bóng cả cô ả Ngọc Anh từ xa. Tôi vờ gục đầu như không biết, nghe rõ tiếng hỏi của cô Ngọc Anh với ông Thanh hàng xóm, và rồi tiếng ông cụ Thanh trả lời: "Bà cụ chửi bới anh cu Bình, còn về ăn bám bố mẹ già." Tôi ngẩng lên đứng dậy vào nhà, còn nhìn thấy đôi mắt nâu rười rượi chia sẻ nỗi niềm của tên áo vàng khu vực. Cả một buổi tối cứ trằn trọc, hết trở mình bên này, lại trở mình bên kia. Tôi nằm mãi mà không ngủ được. Cuộc đời, đất nước, cha mẹ, để rồi thiếp đi trong giấc ngủ muộn, nhiều khắc khoải. Bỗng có tiếng đập thình thình vào cửa, tôi bò nhổm dậy xuống dưới nhà. Tiếng đập cửa hãy còn rầm rầm, ánh đèn pin từ các cửa sổ chiếu vào trong nhà loáng loáng. Thầy mẹ tôi đều đã dậy. Khi tôi mở được cửa, 2-3 người đẩy tôi ra, xông vào trong nhà. Người chạy xuống bếp, người leo lên gác, họ sục sạo như bắt giặc. Tôi bật được đèn lên, toàn là những người tôi chưa hề thấy bao giờ. Một tên đeo lon thượng úy cứ nhìn tôi chằm chằm. Thầy tôi đã vén màn thò đầu ra, miệng người cứ lảm nhảm: "Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi." Mẹ tôi vẫn trong màn rên rỉ: "Con xin phó linh hồn." Nhìn đồng hồ mới hơn 1 giờ. Tôi tên Mẫn nào? Tôi chợt nghĩ có thể đây là công an thành hay quận, họ nghi ngờ nhà tôi có tên Mẫn, CIA nào đó. Tôi cũng nhìn thẳng vào tên thượng úy, tôi định nói: "Tôi đang để nó trong túi của tôi đây này." Nhưng tôi đã từ tốn trả lời: "Tôi không biết tên Mẫn nào cả." Bây giờ mới thấy ông Trùm Lộc, tổ trưởng khu phố, và cô Ngọc Anh, công an khu vực, đẩy cửa bước vào.
Cô ả Ngọc Anh tiến lên trước tên thượng úy ỏn ẻn. Báo cáo thủ trưởng. Tên thượng úy hất chiếc đèn bấm cầm tay. Đồng chí đi ra ngoài. Cô ả vác cái mặt tiêu nghỉu đi ra. Ông Trùm Lộc mặt cũng rầu rầu như tôi, nghiêng đầu như chào, rồi cũng đi ra. Hai tên côn đồ hất tung cả mùng màn của thầy mẹ tôi lên, trong khi các người vẫn rên rỉ, ngồi cóm róm trong một góc giường. Thoáng bên ngoài còn nhiều tên áo vàng nữa. Tôi mới về nhà được hơn 4 tháng mà đã 3 lần công an vào khám xét nhà ban đêm. Buổi tối lên nhà Lợi, tôi kể lại cảnh khám ban đêm. Thằng Lợi nghe tôi kể, mặt nó cứ đỏ dần lên, nói gầm gừ. Phát xít Nhật cũng không như thế. Còn chị Lợi cứ nói vẻ băn khoăn, sao bây giờ họ lại ác ôn như vậy? Phải rồi, họ hàng gia đình chị đều ở phía bên kia, thằng Lợi đã nói với tôi trước đây rồi. Sau khi chuyện trò chung chung xong, tôi và Lợi đã lên gác vào một căn buồng trống. Tôi đã ngủ nhiều lần những ngày cuối tuần. Tôi được biết chuyến đi đã được quyết định là đêm ngày 14 tháng Giêng năm 1981. Con gái lớn của Lợi 17 tuổi là Nguyễn Thị Mỹ Linh và cả ba con trai của nó cùng đi chuyến này. Riêng một mình chị Lợi ở lại để phòng hờ, chuyến đi không thành, hơn nữa có người để giữ cái nhà. Vả lại chị Lợi họ hàng thân nhân đều theo cách mạng từ trước 1975. Theo thằng Lợi, chiếc ghe này chung hai phía, phía bên kia và phía thằng Lợi. Hai bên đã thỏa thuận, mỗi phía được rước thêm bao nhiêu khách. Những quy định gặp nhau ở đâu, nơi đón, nơi nằm ếm chờ tuyến đường, thời gian đều đã được quy ước rõ ràng rồi. Chuyến này cũng có hai đứa con lớn của vợ chồng thằng Đạt là Thu Thủy 17 tuổi và Thắng 16 tuổi. Biết có cả Lợi và tôi đi nên Đạt cho hai đứa con đi theo như gửi gấm. Đôi bạn ngày nay, thằng Lợi không có thời gian để trực tiếp điều hành, chuẩn bị cho chuyến đi cũng như con thuyền nên về tài chánh đều do phía thằng Lợi đảm nhận. Riêng về phía tôi, vợ chồng Lợi đã căn dặn kỹ càng, chi tiết. Nếu chuyến đi trót lọt thì không nói làm gì, trường hợp bị bể, bị bắt, tôi sẽ đóng vai của thằng Lợi. Tôi đã rõ về đời thằng Lợi, cả gia đình con cái vợ của nó, cho nên nếu tàu bị bắt thì sẽ là thằng Lợi bằng xương bằng thịt. Điều này đều đã được dặn dò sơ qua cho những người quen biết Lợi trong chuyến đi. Theo anh chị Lợi, tôi là một người nguy hiểm, nếu lại rơi vào tay Việt Cộng thì chắc chắn được về lòng đất sớm là may. Nếu sống về chậm bao lâu thì bị hành hạ khổ cực bấy lâu rồi cũng chết trong khổ đau. Cho nên còn trong giai đoạn Việt Cộng chưa nắm hoàn toàn ngóc ngách ở miền Nam, tôi đóng vai là thằng Lợi mới được. Còn về thằng Lợi, nó đã là thổ địa mảnh đất này, chỗ nào nó chui cũng được. Nó còn đập tay vào vai tôi nói đùa bỡn như không có chuyện gì, tao biết mày thừa tài để đóng đạt vai trò. Lòng tôi thì lịm đi vì xúc động. Tôi hình dung nếu tôi bị bắt ở trong trại giam, chị Lợi sẽ vào để tiếp tế thăm hỏi chồng mình, để công an khỏi nghi ngờ tôi và chị Lợi phải như thế trước mặt công an. Thế nào với các con tôi, Mỹ Linh, Hữu Lực, Hữu Lượng và Hữu Luyện vân vân. Tôi nhìn đăm đăm vào mặt thằng Lợi, nó cũng chằm chằm nhìn tôi. Dưới ánh điện, tôi còn nhìn rõ con ngươi của nó hôm nay, dài ra như hình trái xoan. Đôi con ngươi ấy có màu xanh của nước biển, thỉnh thoảng lại lóe sáng. Cái màu xanh biển khơi này là cái màu của thủy chung. Dù có giông tố bão bùng thì vẫn trước sau như một, muôn đời vẫn là màu xanh. Tôi nhìn qua cửa sổ dù trời đã tối đen, nhưng tôi vẫn biết trong cái đen tối mênh mông vô cùng đó, có một đấng thượng đế tối cao uy quyền. Tôi như muốn quỳ xuống để cảm tạ người đã ban cho tôi một người bạn, đã cho tôi được hưởng những nghĩa tình bao la như đại dương của bạn bè. Óc tôi liên tưởng đến đôi bạn ngày xưa Lưu Bình Dương Lễ và một đôi bạn ngày nay trong một môi trường tình người hình như đã cạn khô. Tôi nhớ lại 2-3 tháng trước có lần thứ bảy chủ nhật, tôi đến nhà Lợi, chị Lợi đã ngần ngừ hỏi tôi như sợ tôi từ chối. Anh Bình có thể giúp tôi một việc được không? Nhìn thằng Lợi rồi vừa cười tôi vừa nói, chị làm cái gì mà quan trọng thế, cái gì tôi làm được thì chị cứ nói. Chị Lợi vào buồng xách ra hai cái túi xách tay để trước mặt tôi. Tôi còn nhiều việc quá, tiền họ đóng hụi cho tôi hàng tuần nay hơn 10 bát hụi, tôi còn để lung tung. Nhờ anh sắp xếp lại loại nào ra loại ấy, rồi anh cũng đếm giùm, anh ghi ra giấy rõ ràng cho tôi nhé, cảm ơn anh trước. Vợ chồng Lợi còn nhờ tôi trông luôn nhà, hai vợ chồng phải đi có việc. Giấy 50 đồng, 20 đồng, 10 đồng, 5 đồng, 1 đồng lộn tùng phèo, đầy hai cái túi xách bằng nhựa. Một mình tôi làm gần 3 tiếng đồng hồ, trong khi đời sống của tôi khi ấy 10 đồng đã là một vấn đề không nhỏ. Tôi vừa sắp tiền, đầu óc tôi miên man,
Trước hết tôi phải xin cảm ơn tấm lòng biết người của vợ chồng Lợi đã tin tưởng một người bạn. Phần tôi tự hiểu phải hành xử sao cho xứng đáng với vợ chồng nó. Tôi nghĩ một câu không nhớ rõ của vị nào, chỉ những người có tâm hồn mới được hưởng những ân tình tâm hồn, không có tâm hồn của Romeo thì cũng không có tâm hồn của Juliet. Cứ đi tìm thì chả bao giờ thấy dù nó ở ngay chung quanh mình. Xin trở lại những chuẩn bị của chuyến đi. Tôi về đến khu ông Tạ đã 9 giờ rưỡi, khi vào đến cổng xứ Nam Hòa dưới ánh đèn điện mập mờ sáng tối. Một hình ảnh vẫn ghi vào tiềm thức dịu dàng lâng lâng của tôi. Thầy tôi chống gậy, đầu tóc bạc phơ, đang cầm tay dẫn mẹ tôi 72 tuổi mù lòa đi phía sau. Hình ảnh một ông cụ đầu bạc dẫn dắt một bà cụ mù lòa. Cả khu vực ấy Nam Hòa, Nghĩa Hòa, Sơn Tây và khu Thánh Tâm hình như nhiều người nhìn thấy hơn một lần. Tôi đã đến thay thầy tôi dẫn mẹ tôi về nhà. Tôi cũng băn khoăn hỏi mẹ tôi, sao hôm nay thầy mẹ về chầu muộn thế? Mẹ tôi nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Cha Bình, giống tên tôi, hôm nay người giảng thêm về tình thương yêu đùm bọc giữa người với người. Tôi cũng nói luôn với mẹ tôi là đêm 14 tháng giêng này tôi sẽ ra đi. Mẹ tôi đem cả hai tay nắm chặt tôi như muốn giữ lại, nhưng miệng người lại nói, mẹ vẫn hàng ngày cầu khấn Chúa và Đức Mẹ Maria cho con. Về nhà cơm nước xong là tôi lên gác ngủ, khoảng 11 giờ tôi đã ngủ được đâu. Nghe tiếng mẹ tôi vọng lên, thằng Bình đã ngủ chưa con? Bật dậy, tôi vừa xuống gác vừa thưa khe khẽ, sợ phá giấc ngủ của thầy tôi. Tôi vào ngồi bên người cũng thì thào, sao mẹ chưa ngủ? Người không nói gì, người sờ tìm tay tôi, rồi người dúi vào tay tôi một cái khăn tay nhỏ. Người cũng thì thào, con hãy giữ kỹ để phòng thân. Tôi khẽ bước xuống ra mé cửa sổ có ánh đèn đường nhìn chiếu vào. Có hai tờ giấy 50 đồng và hai cái nhẫn vàng. Mỗi chiếc một chỉ đã móp méo, tôi hiểu mẹ tôi đã lòa. Đã 16 năm rồi người không có tiền. Chắc rằng do các em tôi giấm dúi biếu mẹ, mẹ tôi đã dành dụm chắt chiu để thủ. Bây giờ vì con, mẹ tôi có tiếc gì? Nước mắt của tôi đã dàn ra, nhưng mẹ tôi làm sao mà nhìn thấy? Hai chỉ vàng, 100 bạc với lúc có thì không là gì. Nhưng trong lúc này tôi gói cả lại, ngửa bàn tay của người rồi đặt lên. Tôi nói trong nước mắt, xin mẹ tha tội cho con bất tài, trở thành con bất hiếu. Để cho mẹ già yên lòng, tôi bóp nhẹ tay người nói thêm, thân con xoay sở được, mẹ hãy giữ lấy phòng hờ cho thầy mẹ. Chỉ còn 4 ngày nữa, ngày ra đi càng đến gần, nhiều việc càng dồn dập, tôi đã sang chú Tuất và cô Xuân. Tôi đã đi với cô Thu vào Chí Hòa thăm chú Hoàng. Tôi đều đã nói với các cô chú ấy chuyến đi của tôi và nhắc nhở hãy thay tôi trông nom cha mẹ mù lòa già yếu. Những ước vọng của chuyến đi của tôi có 3 tình huống. Đẹp nhất đi đến nơi mình mong muốn chuyến đi trót lọt. Điều thứ hai là sẽ chết ở trên biển khơi. Tôi vui lòng từ giã cuộc đời này. Điều thứ ba là xấu nhất. Điều bất hạnh nhất là bị bắt. Sáng ngày thứ bảy là ngày tôi phải ra chợ Nam Hòa lao động xã hội chủ nghĩa. Ngoài hai người đã có từ những tuần trước là cậu Từ, sĩ quan hải quân, và cậu Quý, chuẩn úy Thủ Đức. Hôm nay có thêm hai anh nữa. Hai anh này đầu cũng đã điểm xương. Mới sáng sớm, năm anh chàng của Việt Nam Cộng Hòa đã bị cô công an áo vàng chỉ huy sai bảo tóe phở, móc lỗ cống này, quét con đường kia, dọn đống rác kia, khênh cái sạp này, vân vân. Bao nhiêu bà con qua lại chợ búa, họ đều nhìn với những nét mặt trầm tư, những đôi mắt cảm thông với những người đã chiến bại. Riêng tôi vừa làm vừa ngắm nghía từng căn nhà góc phố, từng chiếc lều, từng gian hàng của ngôi chợ, tiếng chuông lanh lảnh thánh thót của nhà thờ Nam Hòa. Tất cả là quê hương, là ruột thịt của tôi. Tôi sắp phải lìa bỏ từ giã để ra đi đến một phương trời chưa biết. Cô Ngọc Anh nhìn tôi hôm nay, tôi cảm thấy có một chút lạ thường. Cũng khuôn mặt chiếc bánh xèo vừa lửa, vàng ươm ánh lên nét mặt mời mọc. Tôi nhìn cô như muốn nói cảm ơn tối hôm qua tôi trình diện, xin chữ ký của cô. Được thỏa thuận của 4 anh kia, tôi đề nghị hôm nay lao động sớm hơn 1 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ, thay vì trước đây là 8 giờ đến 12 giờ. Cô đã nhìn tôi đăm đăm và gật đầu. Ngoài ra như tôi muốn ghé vào tai cô thì thào, hôm nay lần cuối, xin giã biệt cô bánh xèo nhé. Vì đã hẹn trước với thằng Lợi, vừa dứt điểm lao động xã hội chủ nghĩa, tôi nhót lên yên chiếc xe đạp phóng về khu Thanh Đa cầu Kinh. Trước ngày đi gặp nhau để xác định mấy điều quy định. Hôm nay thằng Lợi có việc phải sang cầu ông Lãnh, chiều mới về. Nó bảo tôi phải chờ nó về. Tôi rủ cháu Lượng và cháu Luyện ra cầu Kinh chơi. Mấy chú cháu vui đùa bên ven bờ sông. Nhìn con sông nước chảy hiền hòa với những khóm dừa nằm ngã bóng hai bên bờ,
Xa xa mãi sâu phía trái tôi nhìn rõ những trái chôm chôm và mãng cầu. Dòng liên tưởng của tôi một thoáng giật lùi lại hơn 20 năm trước ở Lái Thiêu Bình Dương. Với những ngày cuối tuần đầy hoa mộng thời niên thiếu cắp sách đến trường, tôi quay lại hỏi hai cháu, tay chỉ về phía những chòm cây xanh um. Các cháu có thích đến xem vườn chôm chôm đó không? Cả hai đứa đều hớn hở ra mặt. Thằng Lượng dõng dạc, chúng cháu thích lắm chứ, bố cháu không chịu dẫn chúng cháu đi. Vừa đi tôi vừa nói như vui đùa, bố các cháu là người ham việc, còn chú lại ham chơi, nên mới không có tiền. Đến gần vườn trái cây nhìn rõ toàn bộ có một vẻ không có người chăm bón. Một vài cành cây gãy, thậm chí có một cây mận đã đổ nằm ngang lối đi. Đây đó cỏ đã trườn ra nhiều khoảnh. Một ông già quấn khăn rằn nằm hút thuốc rê phì phèo trên một chiếc võng đang đu đưa. Một căn nhà hai gian, vách gỗ lợp ngói úp ở sâu mãi giữa vườn, chú cháu dõi theo. Tiếng con chim chèo bẻo đang truyền cành thỉnh thoảng lại kêu lên hai tiếng, u tí, u tí. Càng gần đến chiếc võng của ông già chừng ngoài 60, tôi hơi nghiêng mình nhã nhặn chào khi thấy ông quay ra. Thưa bác nằm nghỉ chưa? Mặt ông già đang tươi tỉnh nghiêm hẳn lại, rồi tỏa ra lạnh lùng. Tôi ngạc nhiên nên hỏi tiếp. Vườn trái cây của bác hình như không có người chăm sóc hả? Ông già nhõm hẳn người ngồi dậy, nói như phì ra từ một niềm ẩn ức ở trong lòng. Vườn cây của người ta như ni, lại bắt gộp vào làm hợp tác xã 2 năm nay, tôi không mần nữa. Để xem lòng dân miền Nam, tôi nói mà như hỏi. Các bác nông gia không đồng ý sao không biểu tình phản đối? Ông già bỏ cả hai chân xuống dép đứng hẳn lên. Chế độ cũ thì mới biểu tình chứ, chế độ này có cho biểu tình đâu. Xã này đã 7 người bị bắt rồi. Thấy hay hay, tôi chân thành nói thật về tôi. Cháu mới ở tù ngày bác về nên nhiều điều không biết. Hôm nay chỉ vì nghe theo tiếng hót của một con chim nên lạc vào vườn để gặp bác. Ông già đổi thái độ ngay. Ông nói lẹ mà như rống lên. Chàng đét ơi, tôi tưởng cậu là cán bộ cỡ ở ngoài miền Bắc chứ, cậu nói tiếng Bắc rạch luôn. Ông già kéo tay tôi rồi nhìn hai cháu Lượng Luyện. Con của cậu đấy hả? Dạ, con của người bạn, cháu chưa có gia đình. Thế là ông già lại thắc mắc, trông đã 40 tuổi rồi, sao lại chưa có vợ? Cứ chuyện này lại ra chuyện kia, để rồi ông già tên Huỳnh Đức kéo tay tôi vào nhà giới thiệu bà vợ. Cũng hiền hậu, ông Huỳnh Đức cũng nói thật. Trước năm 1975, ông đã che giấu nhiều cán bộ cộng sản. Ông có 2 đứa con trai đã theo vào bưng, vừa bị hạ tầng công tác do bản thân chúng nó và của nông gia chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chẳng cần trồng cấy, cây trái nào ra bao nhiêu hái mà hưởng. Chúng tôi đã hiểu rồi. Ông bước vào buồng loay hoay một lúc, xách ra một cái túi bao tải con đặt trước mặt tôi. Cậu mang về cho lũ nhỏ ăn chơi. Tôi không thể từ chối, cuối cùng tôi phải mang về một cái túi lớn ổi chôm chôm mắng cầu. Tôi thăm hỏi bác già Huỳnh Đức để hiểu thêm tâm trạng của người dân Nam Bộ. Tôi đã hiểu ở miền Bắc mấy chục năm dưới sự kềm kẹp hà khắc của Việt Cộng, hầu hết người dân đều căm phẫn phản đối. Nhưng với cái tài lắc léo chuyển đổi hóa giải có 102 của tụi lãnh đạo Việt Cộng, kết hợp với khẩu súng và trại tù, nhân dân cũng đành chịu đói khát lầm than. Cái tài mà ngay mới đây, đầu năm 2004 trên Internet, bà Dương Thu Hương, một văn sĩ trong lòng của chế độ, do chính chế độ Việt Cộng đào tạo đã viết và phát biểu. Tháng 5 1989, cả thế giới loài người đã xôn xao ngạc nhiên ghê tởm, lên án nhà cầm quyền của Trung Quốc, đã đàn áp đẫm máu dã man ở Thiên An Môn, đã dùng xe tăng, súng lớn, bắn xả vào đám biểu tình của sinh viên và người dân tay không của Trung Quốc. Thằng Lợi đã về. Điều nó căn dặn chính là khi xuống thuyền tuyệt đối không để ai biết sự quen biết giữa tôi và nó. Ngoài ra chị Lợi đưa cho tôi một cái nhẫn vàng, 2 chỉ với lời dặn dò thân tình. Anh hãy cất giấu kỹ, trong cái thế chạy trốn hay bị bắt, hãy đút cho công an mà chạy. Một điều nữa chị Lợi sẽ tùy theo, cách vài tháng chị sẽ đưa gạo xuống cho ông bà cụ. Tôi từ chối là tôi đã giả dối với bạn, nhận thì lòng tôi cũng không nín được tiếng thở dài. Cho cái hèn kém của mình. Theo sự nhắc nhở cuối cùng của thằng Lợi, đúng 5 giờ chiều ngày 14 tháng Giêng 1981, tôi sẽ đón một chiếc xe hàng trên cầu Trương Minh Giảng. Khi lên xe có người hỏi thì đưa miếng bìa con màu vàng có chữ Huế cộng Quy Nhơn, nét chữ của Lợi cho họ. Khi đi qua đồn Cỏ May, xe sẽ đậu ở chỗ quy định, lúc ấy sẽ có người đón đưa. Như vậy
Mỗi người đi đều có sự dặn dò quy định đón đưa riêng. Sáng ngày 14 trước khi tôi đi làm tổ mành trúc, tôi đã căn dặn mẹ tôi những điều cần thiết. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, tôi vào ôm cổ mẹ tôi, rồi thầy tôi không hiểu ở nhà mẹ tôi có nói gì với thầy tôi không. Khi tôi ôm cổ thầy tôi cứ ôm tôi mãi. Người không chịu bỏ tay ra, miệng thì cứ run rẩy thều thào. Con đi, Chúa phù hộ cho con. Trong khi nằm trong buồng, mẹ tôi bắt đầu khóc lóc gào lên. Mày là thằng con bất hiếu, mày không giúp đỡ tao thì thôi chứ, mày còn ăn bám mà không biết nhục à. 3 giờ tôi xách xe đạp và chiếc túi có bộ quần áo cũ ra khỏi nhà, trước những con mắt của một số người hàng xóm chung quanh. Các khâu đoạn đều như dự trù, chỉ lúc qua đồn cỏ may trình giấy tờ sau đó lằng nhằng đến 20 phút. Tôi không hiểu móc ngoặc hay dàn xếp giữa công an và bến bãi ra sao. Khoảng 10 giờ họ dẫn nhóm chúng tôi 7-8 người theo họ ra thuyền. Việt Nam cũng có Thiên An Môn, nhưng những nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam đã chặt, đã băm Thiên An Môn Việt Nam ra hàng ngàn mảnh, rồi họ ngâm dầm vào thuốc mê và thuốc độc. Sau đó họ rắc vào khắp người dân nên đã tan biến, không một ai hay, thế giới lại càng mù tịt. Riêng về lãnh vực này, những nhà lãnh đạo của Trung Quốc phải cấp cặp sang để những nhà lãnh đạo Việt Nam dạy cho. Các bạn vừa nghe xong phần 63, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 64.